Tôi cầu xin anh chị hãy cho con trai tôi một cơ hội. Mày là hạng thừa thãi trong xã hội này, đi ra khỏi nhà tao ngay. Ăn miếng đi. Mày tới đây chơi nữa mày? Muốn theo mấy anh đi kiếm cơm thôi mà. Em rất muốn được học trường này. Em sẽ không làm con phải thất vọng đâu ạ. Đụng lên. Chúc mừng ngày khai trương. Anh yêu em. Đón xem Bản Lĩnh Công Tử phát sóng 13:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 trên sóng NTV.